Hello teacher. Hi guys. Hello teacher. Hello teacher. Great to see you guys today. Hello teacher. Hi everybody. Hello teacher. Hi guys. Hello. Good evening everybody. Hello teacher. Hello. Yes. Hello guys. Oh, hello teacher. Have you guys come up with the ideas for the video? Have you guys come up with the idea? Have you guys film any things? Have you guys get ready? Prepare? Cô đã thấy có bài bạn đã nộp bài rồi nè. Ok, ngày mai còn lại thì tụi con cứ tiếp tục làm. The last day is on the 18th, okay? The 18th of October. So don't worry, okay? Hello, guys. Yes. Hello, teacher. Hello, nice to see you. Hello. You have a different name today, Trang? You have a different name today? Hello. Yes. Yes, hello guys. Hi. Hello guys. Let's wait for your friends, okay? Let's wait for your friends. Awesome animal. Awesome animals. Do you know awesome? What is the meaning of awesome? Yes, I told them. Awesome. What do you mean about awesome? Animal. You guys know animals, of course, but what about awesome? Yeah, we can play. Not right now, but at the end of the class, okay? I'm fine. Thank you, Han, so much. I'm fine. Like I said, we're gonna play games every day, right? One game only. Yeah, at the end of the class. Mm-hmm. Yes. I'm in Ho Chi Minh City. Nice to meet you too, Bảo Ngọc. Yeah, in the south of Vietnam. You guys, some of you are in the north, right? For example, Hà Nội, Hải Dương, right? Hello, Trang Ngân. Yeah, welcome to the class. Hello, teacher. Yeah, you are pro at gaming, I right? Sorry, Harry Potter. We're not going to play now. We're going to play later, okay? I live in Hanoi. Yeah. I'm in my room. Today, I have a different background, right? It's my room. Yeah, a lot of you guys are in Hanoi. A lot of you guys are in Hanoi. Mm, yeah, hello, Joe. Nice to see you today. Yeah, but there are still some students in Hanoi City, right? Oh, really? Yeah. Which district? Which district? I live at District 6. I live at District 6. What about you? Yeah. Ninh Bình. Mm-hmm. Ninh Bình is really pretty, right? Yes. Ah, Bà Rịa Vũng Tàu, right? You are kind of near me. Ở Bà Rịa Vũng Tàu là cũng hơi gần cô này, đúng không? A lot of you guys live in the north, right? Rất nhiều bạn sống ở phía Bắc. Mm-hmm. I live in the south of Vietnam. Yes, that's why my voice kind of a little bit different from you guys, right? Yeah. Yes. Hello. Yeah, we're gonna play Look It, but not right now, okay? Not right now. Lâm Đồng. Yeah. We're gonna play. Yeah, we're gonna play, but not right now, okay? Mình chơi nhưng mà không phải bây giờ. Later, just like last time. Later, okay? Yeah, we're gonna learn a little bit, then we're gonna play, okay? Half of the first, okay? Half of the time we're gonna learn. Then half of the time we're gonna play. Mm-hmm, yes? Yes. Long An. Yeah, Long An is pretty near me too. Long An cũng rất là gần. More animals. Okay, so now I think we can start learning, right? I think we can start our lesson today. So finally, we moved to a new unit, guys. We have learned to, until today. Today is the 26th of the class, right? Today is the 26th of the class. Hôm nay là ngày thứ 26 của buổi học lớp mình rồi, đúng không? But now we move to unit 4. Bây giờ mình mới được qua đến unit 4. For the last 25 lessons, we only learned 2 units, 1 and 2 and 3. We play a lot of games and we do a lot of exercises, all right? So now we move to unit 4, awesome animals. What is the meaning of the adjective awesome? You guys know awesome? Awesome?
Awesome. Yeah, what is that game? Roblox. I asked one of my students and he said he liked to play Linh Quân and Roblox, but I don't know that game. It's a game on the mobile phone. Is it online game or offline game? Now, okay, I think we can start right now. Mm-hmm. So we're gonna learn a little bit, guys. Gonna learn, and then at about maybe 8:35, we're gonna play games. Uh-huh. And of course, today, hôm trước thực ra là cô đã cho các bạn chơi về animals rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay mình sẽ chơi lại, nhưng mà cũng không phải là những cái bài đấy, mà sẽ là một cái bài animals khác. Nó sẽ bao gồm những cái facts. Nó sẽ bao gồm có những cái facts ở trong, ví dụ như là you guys gonna know later. You guys gonna know. Các bạn, tí nữa các bạn chơi, các bạn sẽ biết. Okay, you guys gonna know later. Now listen to the song before we learn. Listen to the song first. Okay, listen to the song. Let's start listening to the song. So this song is called, what is the title of the song they put here? So we don't have the title of the song. We have Unit lyrics four, only. Page 42. Awesome animals. Activity 1. Listen and read. Then sing. Animals are awesome. You guys can sing along if you guys want to. Animals are awesome. We see them far and near. Pretty cool song, yes. Now let's answer some questions first. Oh, I will invite someone to read the whole song. You can read or sing along, but I think you guys prefer reading, right? Now, one friend, please help me. Yes, I will invite you. What is your name? Tell me your name. My name is Sophie. Okay, Sophie, can you read the, can you see the lyrics? Can you see the lyrics? Yes. Okay, can you read out loud? Mm-hmm. Animals are awesome. Mm-hmm. We see them far and near. Some live in the forest, like owls, bears, and deer. Some live in the desert, like camels and some snakes. Some live in the water, in oceans, seas, and lakes. Awesome animals. What cool things you can do. Awesome animals. We share the earth with you. Again, the earth. We share the earth. We share the earth with you. The earth. Con là Mỹ đấy cô. Con là tiếng Mỹ đấy cô. No, do you have to say the, even American accent or English accent, okay?
Because okay. you have trước nguyên âm ấy, nè cô giải thích cho Sophie. Trước nguyên âm thì con sẽ phải dùng an đúng không? Ví dụ như là hoặc là an thì trước nguyên âm mình sẽ dùng an đúng không? Uh-huh. Thì ở đây thường the earth, earth mình cũng sẽ dùng the. But you can say the, it's okay. It's up to you. Uh-huh. Continue please. Yeah, tại vì con mới á. Uh-huh. Yes, yes. You can continue. Sharks and other kinds of fish can swim in salty seas. Parrots, ducks, and other birds can fly above the trees. Sea lions and penguins can live in snow and ice. Some animals are dangerous, and some of them are nice. Good job. Well done, Sophie. Your accent is good. Well done. Good job. Mm-hmm. Good job. Now, one more friend. One more friend. Okay, Ngọc Khuê, please. Can you read again the whole song for me? Hello, teacher. Animals are awesome. Awesome. Okay, awesome. 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 Mm-hmm. See them far and near. Some live in the forest, like owls, bears, owls, and deer. Owls. Owls. Mm-hmm. Bears and deer. Good job. Some live in the forest. Desert. The desert. Desert. Good job. Like camels and some snakes. Mm-hmm. Some live in the water. In ocean seas and lakes. Mm-hmm. Awesome animals. What cool things you can do. Awesome animals. We share the earth with you. Sharks and other types of fish can swim in salty seas. Good job. Parrots, ducks, and other birds can fly above the trees. Uh-huh, above. Sea lions and penguins can live in snow and ice. Some animals are dangerous, and some of them are nice. Good job. Well done. Well done. Good job. Now, I want you guys to answer some questions. Let me invite Sue, right? Your name, Sue. Okay, tell me some animals that live in the forest. What are the animals that live in the forest? There are owls. There are bears. What is owl in Vietnamese? What animal is that? Which number? Can you identify mm-hmm. which number? Yeah, it's number three, right? Yes, good job. What about deer? You see number? What number? Deer? Deer is number two. Yeah, it's number two. This one. Well done. Good job, Sue. Thank you so much. Thank you. Now one more friend. Let's invite. Okay, Phúc Nguyên, please. So tell me some animals that live in snow and ice. Sea lions and penguins. Do you know sea lions? Which number? It's number four. Yeah, so penguins is number five. Yeah, what is sea lions in Vietnamese? Can you tell your friends? What is sea lions in Vietnamese? Okay, con này thực ra nó không phải là hải cẩu nữa, nó có cái tên là sư tử biển, còn hải cẩu và hải mã thực ra nó còn khác nhau nữa. They are kind of different, kiểu như là cùng một cái loài đấy nhưng mà nó sẽ cùng một cái giống đấy nhưng mà nó có nhiều cái loài khác nhau. Ví dụ bird cũng vậy, bird, các loài chim thì nó cũng phân ra, mình có chim bồ câu, chim sẻ, chim gì đó, rất là nhiều loại chim khác nhau. Okay, good job Nguyên, thank you so much. Now you guys, can you guys tell me, if you guys are not invited, you guys can write in the chat box for me. List out some animals that can fly beside in the picture. Ngoài những cái con vật đã được nhắc tới ở trong cái picture của mình nè, in the song, please write down some more animals that can
Write down some more animals that can fly or swim, okay? You can choose one or two. You can choose one or two. Write in the chat box for me, okay? You can write as much as possible. As many as possible, okay? Write down as many as possible. Don't write a number. Don't write a number. List out. I told you guys to list out. Cô kêu là các bạn cho cô cái tên. Cho cô tên những cái con vật mà có thể fly hoặc có thể swim. Uh-huh. Yeah, whale. Good job. So whale can swim, right? Good job. Dolphin, yes. What else? Yeah, Megalodon. You guys, you really like that movie? I like that movie too. Very big shark, right? Under the sea. So what is number two, Han? You have to write down the name of the animals, okay? Turtle, yes, turtle. Shark. What else? What else? Ngoài những con mà các bạn mình đã nhắc rất là nhiều thì tụi con còn kể ra được con nào nữa không? Sea turtle, yeah, crocodile. Jellyfish, good job. What else? What is con bướm in English? V, what is con bướm in English? Fish, of course, fish. Octopus, yes. Parrot, of course. You can see parrot in here. What else? Eagle, yeah, good job. Mm-hmm, well done. There are a lot of animals, right? There are a lot of man animals. Mm-hmm. Yeah, cá đuối, good job, well done. Goldfish, yeah, goldfish, goldfish, good. Seahorse, uh-huh. You guys know a lot. Yeah, butterfly, you help your friends a lot. Lobster, good job. Okay, well done, guys. Good job, everybody. Well done. You guys know a lot of names of the animals, right? So try your best to play the game, okay? Now we're gonna learn some words, but I think you guys already know these words, okay? Cô nghĩ là các bạn cũng thừa biết cái từ này, đúng không? You guys can know these words, okay? Now repeat, okay, repeat. You guys can be repeat by yourself. The first one. Sea lion. Yeah, the sea lion, right? Yeah, sư tử biển. Thì từ con này, nó cũng là một cái giống thuộc về hải cẩu, hải mã đó. Nhưng mà cái tên đặc biệt, cái tên của giống nó là sea lion, con sư tử biển. Okay, then you have? Lizard. Lizard. Ah, you guys know the lizard? Con thằng lằn, đúng không? The lizard in foreign countries are a little bit different than the lizard in our house, right? Cái con thằng lằn ở nước ngoài thực ra nó khác hơn nhiều so với cái con thằng lằn ở nhà của mình, đúng không? The lizard in our house is very tiny. It's gray and it's very tiny, right? But the lizard out there, they are bigger, right? Lizard. Remember, guys? Lizard. Lizard. Okay? And this is a very cute one. I think everybody loves this one, right? Penguin. 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 Okay? Penguin. Penguin. Now, Song An, please read again all of the three words for me. Read again all of the three words. Good job. Mm-hmm. Penguin. Okay, penguin. Well done, well done. Look at the picture. You guys know, right? Next one. Who can tell me where does the camel live? Yes, Song An, please. Where does the camel live? In the Sahara. Ah, yeah, okay. Desert. Yes, good job. Well done. Good job. Now, can you read all of the three words for your friends? Can you read all of the three words for your friends? The first one. What animal? What animal is this? Camel. Ah, you don't say camel. You say camel. 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 Yeah, camel. Well done. What about this one? What animal is this? Parrot. Parrot. Okay. Mm-hmm. Parrot. Parrot. Good job. What about the last one? Owl. Owl. Yes, owl. Good job. Well done. Thank you so much. Khánh, please, can you read again the three words for your friends? The first one? Camel. 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 Parrot. Camel. Parrot. Parrot. Owl. Owl. Okay, owl. Good job. Well done. Good job, guys. Now, very easy. These animals are so easy for you. Thuy, please, can you read the three words for me? Can you read all of the three words? Snake. Snake. Good job. Shark. Shark. Good job. The last one? Polar bear. Polar bear. Yeah, polar bear is white, right? Good job, Thuy. Well done. Good job. Now, one more friend. Okay, Thuy, please, read again the three words. Read again the three words.
What is this animal? Đây là con gì, Vi? What animal is this? À, hình như cái con tắm lại. Hello. Oh yeah, yes. I can hear you now. Yes, Vi. Yes. Cô nghe thấy Vi rồi đó. Snake. Hồi nãy là cô không nghe thấy. Yeah, snake. Good job. Next one. Next one. Shark. Shark. Good job. The last one. The last one. Polar bear. Polar bear. Again, polar bear. Polar bear. Polar bear. Yes, well done. Good job. Okay. Now, next one. Next one. Okay. So now you have some questions in here. Okay, you have some questions. When you want to ask someone, for example, which animals are your favorite? Okay, Nam, can you answer this question? Which animals are your favorite? Ôi. Mm-hmm. Con nghe thấy con được không ạ? Yes, yes, I can hear you. My favorite animal is... What animal are? It's cat. Ah, yeah, tell me more. Because they ask you animals, so that means a lot of different kinds of animals, right? Well, besides cats, what else? What else? Cats. Dog. Dogs. Yeah, you like the pets, right? You like the pets. Mm-hmm. Dogs, cats. What else? No more. No more. You only like dog and cat. Do you have the pet at your house? Do you have pets? Yes. I have a cat. Ah, a cat. What is the cat's name? What is its name? My cat's name is Mew. Yeah, okay. So what color? Orange, black, white, brown? It's gray. White. Wow, a white cat. It's really pretty. I love white. No, cats. It's pretty. Gray. Ah, gray. Gray, right? Yes. Gray. So it's kind of, the hair is kind of fluffy, right? Cô thường này cô thấy mấy con mèo màu xám là cái lông nó rất là xù đúng không? Uh-huh. Nó mịn với nó xù xù đúng không? Yeah, I know that kind of cats. Wow, you have a cat. I want to have a pet too. But my parents, they don't allow me to have one. Thank you, Nam, so much. Now, one more. Let's invite... Okay, Thanh Thư, what about you? Tell me which animals are your favorite. Hi. Favorite animal? If you say a plural, you have to say animals. Animals. Yes. My favorite animals are. Yes. Fish. Fish. Ah, fish. Okay. What else? Big fish or small fish? So big fish or small fish? Small fish. Yeah, just like the goldfish, right? Just like a goldfish. Mm-hmm. What else? What else? What kind of animals? I think it's very cute. Oh, someone show Sophie. You show me what animal? Can you tell your friend? You show your friends your animals. You yes. Show your friends your pet. Is it a parrot or a kind of bird? Yes. A parrot. Yes. Can the parrot say something? Can the parrot say hello or something like that? He's gonna talk Japanese when he's older. Really? He can talk. He can start talk in Japanese. Yes. Wow. The parrot can speak Japanese, guys. Ah, có vẻ của Sophie very smart. His name is Cookie. What again? Again. What is his name? What is his name? Cookie. Cookie. Wow, that's a very cute name. Is it a girl or a boy? Is it a? Do you know? Is it a girl parrot or a boy parrot? You know that? It's a boy. It's wow, a boy. It's a boy. Yeah, and it's green, right? It's kind of small, right? It's kind of small. And it's green. And it's 1 year old. He's only 1 year old. Yes, only 1 year old. That's why he's kind of small. Can you show your friends again, the parrots? Can you show your friends again? Okay. Okay, guys, you guys can take a look at Sophie's parrots. Yeah, Sophie's parrot. Sophie has a parrot and it's green. It is 1 year old. Can you tell him to say something? Can you tell him to say something? Can you make him speak? Hello. He's just scared of the iPad. Yeah.
Yeah, he's scared of the iPad, right? The iPad. Yeah. And there's my voice too. He can hear my voice too. A strange voice. So maybe he doesn't want to say something. Wow. Very nice. Very cute parents. I have another. What? Is it a parrot too? I don't think it's a parrot, right? What kind of bird do you know? I don't know, but yeah. His name is Chip. That's what is my name? Sister. Ah, okay. Uh-huh. Yeah, okay. Your house has a lot of bird pets, right? Well done. Good job, Sophie. Thank you so much for showing your friends. Thank you so much for showing your friends. Wow. So who's had another pet? Want to show your friends? Is there anybody here that has a pet that want to show your friends? Really, Zhang? You have a pet? What pet? You have a dog or a cat? I have pets. What pet is it? What kind of animal? Hamsters. Really? Can you show your friends? Can you show your friends now? Just wait. Okay. We will wait for you. So you guys have a lot of pets. I want to have a pet too, but my parents, they don't allow me to have one. They scare that the animals, the pets will die, and then they're going to be really sad. So my parents, they don't want to have a pet. They are afraid that when we raise that animals, he's gonna die or something. So they're afraid of that. They will feel sad about it. Ah, wow, that's really cute. Ah, very small one. He has a lot of nuts in his mouth, right? He eats a lot of nuts, right? Is this a girl or a boy? Girl or boy? A boy. What is his name? And it's Milo. Wow, Milo. Yes, very cute one. Is he ever bites you? Does he bite you? Just one time. Yeah, but I don't think it's kind of hurt, right? It's not really hurt, right? It's not really hurt. It's hurt, really? Wow. Yes. You make me scared now. Oh my God. Wow. Yeah. I can see him. Yeah, very cute one. Thank you, Zhang, so much. And his eyes are red, right? His eyes are red. Yes. Yeah, I can see hamsters, they have red eyes. Yes, thank you, Zhang, so much. Who has another pet? Want to show your friends? Do you guys have another pet? Do you guys have a dog or a cat that you can bring in here? I would love to see a dog or a cat. Oh, Suan, you can bring your pet here? You can bring in your pet? No. You have a pet? My pet. Yes, I have a pet. What animal? What animal is that? My favorite animal is a dog. Ah, it's a dog? A big dog. Ah, okay. So do you have a dog at your house? Do you have a dog at your house? No, it's my uncle. Ah, it's from your uncle. Yeah, so you don't have any pets just like me? You don't have any pets? No, my pet. Yeah, you send him there. Why? Why? Why isn't he staying at your house? Ah, yeah. I get it. What is his or her? His he or she? Your dog, he or she? He. He. What is his name? What is his name? Do you know his name? Do you remember his name? Okay, so can you describe him? What color? Is he big or small? Is he a little dog or a very big dog? I'm very afraid of a big dog. A big one. Does he bark at strangers? Does he bark at strangers? Con chó của Tuan nó có sủa khi mà thấy người lạ không? Does he bark? Yes. Bark a lot? Yeah. Or maybe a little. Oh, a lot. I'm very afraid of the dogs. Thank you, Sungan, so much. When I see the dogs out, sometimes I walk home. Sometimes I normally walk to, for example, the place that I can buy milk tea. It's kind of near my house. And there are a lot of dogs along the streets that I saw. And I don't know why, but when I go past them, they will bark a lot at me. I don't know why. I'm very afraid. But I try not to run.
Because if I run, I'm afraid that he's gonna chase me. So I never run. I try to walk very slowly, I don't know why. Maybe because I always wear my red hat. Maybe they don't like red color, I don't know. But every time I wear my red hat, they gonna chase after me. They gonna bark at me. I don't know why. You guys are very lucky. If you guys have a pet, I want to have a pet too, but I cannot allow. Maybe when I grown up, I will have a pet. Now, tell me about the other animals. For example, when I want to ask about, for example, the polar bears, where do the polar bears live? For example, Yui, can you tell me, do you know, where do the polar bears live? Do you know? The polar bears live in ice. Ice? Live in ice? What is what is the place, Pacific place? Do you know the Pacific place of the polar bears? Yui có biết cái chỗ rõ hơn không? Ngoài việc là ice, có nghĩa là băng đá, đúng không? Mình chỉ nói chung chung thôi. Còn nó sống ở đâu, con có biết không? I don't know. Is there anybody here know where do the polar bears live? The polar bears live in the Arctic, right? Nam Cực, đúng không? Mm-hmm. In the Arctic Circle. What about the, for example, Han, do you know where do the crocodiles or the alligators live? Do you know where? Where do the crocodiles? The crocodiles or the alligators, where do they live? Do you know? Some of you might say that they live in a zoo. But that is the correct answer. Crocodiles, yeah. Where do they live? Do you know where do they live? Where do the crocodiles live? Thế con thì con cá sấu nó sống ở đâu? In the sea or in the forest, in the jungle, in the desert? Do you know? Lake. Yes, that is a good idea. Yes, good job, well done. Yeah, they live in the lake and also the swamp. Lake and also the swamp. A hồ, a sông cũng có nha mọi người. In the river too, vẫn có cá sấu này. Tùy vào loại cá sấu, nó có những loại cá sấu khác nhau đúng không? Thì có con nó sống ở dưới sông nè. Có sông con nó sẽ có ở đồng lầy nè. Yes, good job guys. Well done. You guys know a lot of animals too. And now, there are some words right here, right? You can use to ask your friends. There are some place. The ocean. What is the difference between ocean and sea? Okay, who can tell me the difference between ocean and sea? Ocean and sea? What is the difference between the sea and the ocean? Yeah, I can see that, Nguyen. Yes, Nguyen, you are raising your hands. Yeah. Sea is bigger than ocean. Are you sure? Yes. I don't think so. I think sea is smaller. I don't know, maybe. You know what, Nguyen, tell me, what is the meaning of ocean in Vietnamese? Ocean. Đại dương ạ. Đúng rồi, cô nghĩ là đại dương chắc là phải to hơn đúng không? There are some oceans in the in our earth, right? Yeah. And the sea, I think they are smaller. Cô nghĩ là biển đúng không? Biển, seas, right? Là nó sẽ nhỏ hơn đại dương. Trong đại dương thì sẽ có những cái vùng biển khác nhau đúng không? Còn cô nghĩ là đại dương chắc là nó sẽ to hơn. What are the animals that live in the ocean? Do you know any animals that live in the ocean? Yes. Yeah, can you tell your friends some animals? For example is jellyfish. Jellyfish. Sharks, yeah. What else? A bigger squid. One. Yes, again. Squid, yeah, squid. Good job. Yes, good job. Whales, good job, well done. Okay, thank you so much. Oh, I forgot to tell you guys. Cô định cho mọi người xem cái clip mà con whales nó bị nổ. Thường là nếu mà con whales nó giống như là nó chết á, thì nó sẽ cái nội tạng bên trong nó sẽ nổ, con cá voi đấy nó có thể nổ. Cô định mở cho mọi người cái clip đấy mà cô quên mất tiêu, cô quên mở sẵn cho mọi người rồi, nên là bữa sau cô mở nha, còn lát nữa mình chơi game thôi. Okay, and I will turn on that video for you guys later. Next time we're gonna play game and then I will turn on some of the videos about animals. Cô sẽ cho mọi người xem một số cái video khá là thú vị, maybe.
ví dụ như về con cá sấu hay là về cái fact nào đấy về những con vật. So now do this one with me. You guys going to use these, okay? And then you're gonna ask and answer with your friends, okay? You're gonna ask and answer with your friends. Let's invite some that I haven't invited. Okay, now Sung Duc, please, and Mai Trang. Okay, Sung Duc and Mai Trang. Ask your friends about number question one or question two. Suit you. Trang, you will ask first, and then Duc will answer. Okay, Trang, you can ask first. Which animal are your favorite? Again, Jay, animals. You say are, so you have to use plural for animals. Which animals are your favorite? Good job. Okay, can you answer, Duc? Can you answer? My favorite animal, a lion. Yes. My favorite animals are? My favorite animal are lion. Lions, yes. What else? What else? Còn gì nữa không, Duc? What else? And elephant. Elephants. Okay, good job. Ở đây khi mà con trả lời thì cô nghĩ là mình nên dùng số nhiều, bởi vì ở đây nếu mà con dùng số ít thì con phải dùng là an elephant, a lion. Nhưng mà mình đã nói về mình thích cái con vật đấy thì không thể nào là chỉ một con, đúng không? Ví dụ mình thích mèo thì mình phải thích nhiều con mèo khác nhau, chứ mình đâu thể nào thích chỉ một con, đúng không? Cho nên mình có thể dùng số nhiều. Yeah. For example, my favorite animals are lions, là những con sư tử nè, là những con voi nè, elephants. Yeah, okay, good job. Now you ask Trang, okay, Duc, you ask Trang and Trang will answer. Where do you live? Where do? You have to fill in here a kind of animals. Bây giờ giống như là con hỏi Trang đó, một cái con vật nào đấy, thì cái con vật nào đấy mà để cho Trang trả lời là nó sống ở đâu, thì Trang có thể áp dụng những cái từ này, ví dụ sống ở rừng hay là ở đại dương hay là ở biển gì đó. À, thao Duc thử dùng một cái con vật nào đấy để hỏi Trang này. Any kinds of animals. You say do, right? Wait. They have the word do. So you have to use plural form, okay? Ở đây con có do nè, thì có nghĩa là con phải dùng số nhiều cho cô nha. Những cái con đấy, những con đấy nó sống ở đâu? Where do sharks live? Again, where do sharks live? Sharks live. Good job. Okay, Trang, can you answer? Can you answer? They live. The ocean. Yeah, in the ocean. Good job. They live in the ocean. Yes, good job. Well done. Now, one more pair, okay? Minh Khuê and Việt Phương, please. Khuê, you ask Phương first, then Phương gonna answer. Okay, you ask Phương first. Con đọc chữ cả cô. Anyone. Yeah, one or two. It's up to you. One or two is up to you. Con tùy con, thích câu nào cũng được. Which animal are your favorite? Again, which animals? Which animals? Louder, Phương, louder, louder. My favorite animal is... Can you use plural form? Can you use plural form? My favorite animals are goldfish. Yeah, again, jellyfish. Goldfish. Ah, goldfish. Do you have goldfish at your house? Do you have goldfish at your house? Ở nhà Phương có nuôi cá vàng không? Goldfish, guys. Yes, wow, I love goldfish. I used to raise them when I was younger too, just like you, Phương. Yeah, goldfish, cái bạn Phương rất là thích cá vàng. Goldfish, I like goldfish too. They are very adorable, right? Tiny little fish. Good job, Phương, well done. Now, can you ask Khuê? Okay, Phương, can you ask Khuê a question? Where do you... Wait. Phương gonna ask you, okay? Phương gonna ask. Again. Which animals are your favorite? Animals are your favorite? Okay, Phương vừa hỏi Khuê đấy. Phương vừa hỏi Khuê là con thích những con vật nào. Thì bây giờ con trả lời cho Khuê nghe này. Cho Phương nghe này. My favorite animals are. Can you use in plural? Can you use in plural? My favorite animals are.
Con thích những con vật nào? My favorite animals are some animals. What animals do you like? Which animals do you like? Fish. Fish? Uh-huh. Just like Phương, right? So, but more specific. Phương like goldfish. You like fish in general. What else? What else beside the fish? Do you like dogs or cats? Yes. Mm-hmm. You like dogs and cats too. Okay. Some of you might be afraid of dogs or cats, right? Cô thấy là chó với mèo thì rất là nhiều bạn thích nè. Nhưng mà cũng không phải là bạn nào cũng thích, đúng không? Có nhiều bạn thì sẽ hơi sợ dogs and cats. Mm-hmm. Good job, Quay. Thank you so much. Dogs and cats are very cute. Ah, they are cute. Okay, dogs and cats, they are cute, right? Yes, they are very cute. Good job. Well done, Quay. Thank you so much. I love and like dogs and cats. You love dogs and cats just like your friends, right? A lot of friends like dogs and cats too. Thank you, Quay, so much. Good job, guys. Good job. I'm pretty sure you guys really want to play the game now, right? Who's ready to play the game? This one, we're going to do it later. We're going to do this one later. Just like I said, because our topic today is about animals, so we're going to play another one about animals. But there are some other questions besides the questions that we have done before. Ngoài những cái câu mà tụi con làm lần trước thì nó cũng có nhiều câu khác, bởi vì đây là một cái bài khác nữa. Okay, wait. If you guys see the screen, please nod your head. Please nod your head if you guys can see the screen. Mọi người nhìn thấy màn hình của cô chưa? Can you guys see my screen? But today we're not going to play a game mode. We're going to play the classic one. We have played a lot of game modes, right? We have never played the classic one. Mình đã từng chơi rất là nhiều cái game mode khác nhau đúng không? Nhưng mà hôm nay thì mình đổi một xíu, mình sẽ chơi cái độ classic. So this one you have to do on your own without any luckiness. Cái này là thật ra thì là gì? Nó đơn giản nhất, classic, good old fashioned bucket. Nó là cái đơn giản nhất và mọi người chỉ có thể làm gì? You guys have to answer quickly and you have to answer correctly. Correctly and quickly. Vừa phải đúng mà vừa phải nhanh. Càng nhanh thì tụi con càng có điểm cao hơn các bạn. Thì như vậy bạn nào mà thực sự đứng ở top đầu, có nghĩa là các bạn đã thực sự trả lời vừa đúng vừa nhanh rất là nhiều, các bạn mới được đứng ở top đầu. Okay. Now let's see who will be at the top 5 today's game. Who will be the top 5 of today's. How many questions? Wait guys, I forgot how many questions. I think it's about 78. There are 78 questions. A lot of questions, okay? A lot of questions, guys. Random question order. Very simple. This one is the most simple one. Cái này là cái cơ bản nhất mọi người biết đó. Okay? Now I will... I already turn off the chat box. Okay. I will send the link in the chat box. But wait, guys. Wait. Nó phải hiện ra con số ID đã. Okay, now... You remember only 60 friends can play, okay? So you make sure you have to be fast, okay? Only 60 players. Okay, guys. Very simple, please. Bạn nào copy, các bạn copy nè, copy cái link hoặc là bấm vào, hoặc là copy, tụi con copy rồi tụi con qua một cái page khác rồi tụi con click vào rồi con đặt nickname rồi tụi con wait in the lobby, có nghĩa là con chờ trong sảnh đó. Chờ trong sảnh để các bạn cùng vào rồi cô mới bắt đầu game được. Đấy, very fast guys. Good job guys. So today you have to base on your own knowledge. You have to base on your own knowledge. Your understanding about the animals, because there isn't any luck you can use here. Ở đây là mình hết được sử dụng may mắn rồi đúng không? Ví dụ mình được kick bạn này, mình lấy cá của bạn này chẳng hạn. Ở đây là toàn là do mình hết, mình chỉ có thể tự trả lời đúng và trả lời nhanh thôi. Càng nhanh thì tụi con càng có điểm cao hơn, bởi vì câu trả lời đúng thì sẽ nhiều bạn có đúng không? Nhưng mà bạn nào trả lời càng nhanh thì cái điểm của bạn sẽ càng cao hơn. Cho nên là bạn nào mà ở trong top và tụi con là rất là giỏi, có nghĩa là tụi con biết rất là nhiều về animals, trả lời đúng rất là nhiều. Okay. Wow, very fast already 50 players. Good job guys. We have 50 players already. 52. Let's wait for your friends, okay? Let's see how well do you guys know the animals. There are, besides some animals, there are some facts too. Có một số facts nữa, ví dụ như cô nhớ, có đọc.
What is the fact? Sử dụng cái con gì? Cô nhớ là cô có đọc con gì đấy khi mà vừa đẻ ra thì nó sẽ ăn cái gì đầu tiên? True hay là false? Thì có dạng câu true false, cũng có dạng là con lượm bốn đáp án. Ha, nó nhiều dạng lắm. Thì ngoài những câu để hỏi về các con vật thì nó cũng có cái câu về cái facts, mà cái này thì cô thậm chí cô cũng không biết nữa. Some of them I don't know. Honestly, I don't know a lot of them. A lot of knowledge about animals. Cô cũng không biết nhiều cái lắm. 54 players already. Let's wait for your friends, okay? Wait for your friends. Cái này thì dễ rồi, mấy bạn không cần gọi các chỉ dẫn gì đâu. Các bạn chỉ trả lời câu hỏi thôi. Đúng chính xác là trả lời câu hỏi đúng. Càng đúng và càng nhanh thì càng có điểm cao. Okay? 55 players already. Let's wait a little bit more. Let's wait a little bit more. Remember to pay attention to the correct answers, okay? Các bạn mình vừa chơi mà mình nhớ để ý luôn cái đáp án đúng của mình, đáp án sai, đi đáp án đúng của mình để mình nhớ cái con vật đấy. Ví dụ mình chọn sai thì các nữa nó hiện ra cái đáp án đúng, đúng không? Thì các bạn nhớ thử xem, nhớ coi là nó là con gì rồi mình sẽ biết được thêm nhiều con vật khác nhau nữa. Okay. 58 players already, very fast. Two more. Who can join the room now? Two more. Ah, some of you, this is your first day in the class, right? This is the first day. Hình như có nhiều bạn cũng hôm nay mới ngày đầu tiên, đúng không? Thì như cô nói nè, ví dụ cô có cái link ở đây đi, cái link này, cái link là cái link mà cô bắt. Thì ví dụ tụi con đang học bằng máy tính, điện thoại gì đấy. Nếu mà điện thoại là tụi con phải out ra luôn. Out ra khỏi cái Zoom, tụi con cứ bỏ ra ngoài thôi. Tụi con bấm một cái link rồi tụi con đợi ở đấy thôi. Thì đây, ví dụ cô bấm một cái link này, không biết là bây giờ nó hết chỗ chưa? Ví dụ đó, tụi con thấy không, bấm vào cái link là nó cho cô hiện nickname liền luôn. Thì tụi con bấm nickname là gì? Ví dụ tên tụi con, your name. You can write down your name here. Then you just wait. Rồi các bạn dừng lại ở chỗ này. Các bạn không cần phải vào Zoom, bấm vào cái Zoom lại. Có nhiều bạn, còn bạn nào mà muốn coi cái cách chơi á, nhưng mà cái bài này thì không cần có cách chơi gì hết. Nó chỉ là một cái bài bình thường thôi, cho nên tụi con không có cách chơi gì hết. Thì tụi con đợi ở đây. Tại vì nhiều bạn bị hiểu nhầm là chơi ở bên cái Zoom của cô á. Thực ra là không phải nha. Tụi con chơi ở cái link mà cô gửi đó. You play at the link. Con chơi ở cái trang, cái link của cô ấy, chứ không phải là chơi của cái Zoom. Okay guys, remember 61 players. Đôi khi thì cô cũng không biết tại sao lúc thì cho 60 mấy bạn, lúc thì cho chỉ có 60. Cho nên cô đợi thêm một xíu nữa coi các bạn nào may mắn vào được nữa không nha. 61 players already. Let's wait for one more minute. Bạn nào nãy giờ chắc là các bạn cũng hiểu rồi đúng không? Bữa giờ các bạn chơi rất là nhiều nè. Bấm vào cái link nè. Không cần để con số ở dưới đâu. Khi nào mà tụi con bị bắt đặt một con số thì tụi con mới đặt thôi. Còn lại là không cần đúng không? Đó, mình chỉ cần bấm vào cái link rồi mình đã bấm vào, mình add nickname, enter nickname của mình là xong rồi. Okay, the last minute guys. The last minute. Last minute, last minute. Một phút cuối cùng before I start the game. Unknown, unknown. You mean unknown. You miss a letter N at the end of the word unknown. Okay, 61. I think we can start now. Ready, guys? I will start the game in 5, 4, 3, 2, 1. Các bạn nhớ là quay về cái link của mình nha. Quay, đừng có coi màn hình của cô nữa nha. Quay về cái link của các bạn á. Okay. Oh, I forgot to turn on the music. Next one. A lot of you guys are in the first place. Good job. Next one, next one. That's a fact. True or false? Ở đây thì thực ra người ta cho mình 300 giây, nhưng mà làm chơi cả 300 giây được. Cô sẽ cho đến 280 thôi, có nghĩa là 20 giây thôi. 20 seconds to answer. Okay, so 280. I will stop the game. Con sâu bướm nó ăn cái vỏ của nó khi nó mới đẻ ra, nó ăn cái vỏ đó đầu tiên đó. Wow, Trang. First place is Trang. 82, 100.
Next one. Let's see. You guys know IDK? Mọi người biết IDK nghĩa là gì không? I don't know. IDK trong đáp án của nó có ý là viết tắt của chữ I don't know đó. Wow, all of you guys have the correct answer. Only one. Yes, good job. Well done. It's a crab. Yes, a crab con cua. Good job. But that crab is very small, right? It's a very small crab. No one wants to eat a very small crab. They want big crab. Ah, what about this one? Very cute. It's very cute animals. What is the answer for this one? I'm curious. The animal. Only 12 of you have the correct answer. Mm-hmm. Very hard one, right? That one, I thought it was a squirrel, but they say a lynx. Lynx is a rừng, linh miêu. Yeah, this one is all, it's so tough. They are bears, but what kind of bears? What kind of bears is this? Bear, okay, two names for this one. Next one. What animal, guys? Only 20 seconds. Yeah, no name is correct answer. So it's a baby animal. Có nhiều câu người ta sẽ trick mình, đúng không? They're gonna trick you. Who is the first place? A lot of first place. Reacting chemicals. You guys remember pounds? 1 pound is mean to 0.45 kilogram. 1 pound là bằng 0.45 kg. Là khoảng 500 gram đó. Ừ. 25 pounds mình nhân lên đấy. So it's true, okay? True. À, một cái con mà nó trưởng thành á thì nó sẽ nặng khoảng tầm 25 pounds là trung bình, okay? I don't know how to stop this one if we cannot answer all the question. This is so easy, right? Fish, right? Next one. Okay, so now you only have 10 seconds to answer. Not 20 anymore. Only 10 seconds, okay? I think they're all correct. 10 seconds to answer, okay? Kitten and puppy. Chó con với mèo con. Kitten là mèo con nè. Puppy là chó con. There are two of them, right? Ở trong hình này đều có cả hai con luôn nên tụi con chọn cái nào cũng đúng hết. Kitten and puppy. Second, okay guys, only 10 seconds to answer. A lot of you guys have the correct answer. Good job.
Some of you might think it's a yak, right? It's look kind of like a yak. It's a panther, okay? Panther. Cheetah is different, right? Cheetah stuck in a tree, but it's not a cheetah stuck in a tree. So easy, right? You guys are there this time. Yeah, who choose bunny is the correct answer. Bunnies is another way to say rabbit. Mm-hmm. You have two ways to say rabbit or bunny. Bunny's a cuter way. Ah, guys know this one? It's the peacock. Gong gong. Đây là con peacock. Gong gong. Yes, good job, guys. Finish all of them. The answer is true. There are some facts. Pigeons. Chim bồ câu, pigeons. Next one, next one. There's some facts that I don't even know. Sea turtle. Next one, guys, next one. A good pronunciation, okay? It's a correct pronunciation for giraffe. Ah, this is easy, right? How can we know it's a female or a male? I wonder. Male lion. Ah, yeah, male lion. Con male lion thì nó sẽ có cái bờm, đúng không? Như vậy có nhiều câu là tụi con phải chọn rất là chính xác. Next one. Okay, dolphins. Next one. Just like the one, like just like Sophie's pet, mm-hmm. Just like Sophie's pet is a parrot. Next one. Sư tử cái và đực có thể chạy đến 60 km một giờ. True or false? True or false? I don't really know. Honestly, I don't really know. A lot of you guys say true. Yes, true. 60 kilometer per hour. Một giờ chạy được 60 cây. Mm-hmm. Good job. Well done. You can remember those facts if you want to. Những cái con flamingos được đẻ ra với cái màu của nó khi nó nói sinh ra là đã có màu hồng rồi á. True or false? Mới đẻ ra là đã có màu hồng rồi. So it's true or false? Let's see. I don't really know, honestly. Cô cũng không biết luôn. I don't really know true or false. Let's see. Ah, it's false. False, guys. False. Như vậy là chắc chắn là mới đẻ ra chắc là nó có màu khác, đúng không?
I thought they were pink the whole time. Next one. So many questions. We cannot play the whole time. Wow. Now you have to distinguish which whale. I only know the blue whale and the killer whale. I don't know the humpback or the flipping. Flipping, I mean, I think it's the action. Let's see. Ah, it's a humpback or a blue whale. Mm-hmm. Ah, killer whale. I think killer whale is the one that is black and white, right? I don't know whether it's correct or not. Cô nhớ con killer, cá voi sát thủ. Không biết là phải con cá voi mà màu trắng với màu đen đó. Cô nhớ một cái loại cá voi đó, không biết là phải con killer whale không? Có khoảng 1,000 loài dơi khác nhau today. 1,000 kinds of bats. True or false, guys? Chỉ có loài dơi thôi mà tụi con đã có 1,000 loài khác nhau rồi đó. Chỉ là một con dơi, một cái giống loài dơi và nó phân ra nhiều loài dơi khác nhau nữa. Backwards. Nhảy về phía sau. Nó có thể nhảy ngược ra sau không? Hay nó chỉ nhảy tiến tới thôi? True or false? Do kangaroos jump backwards? I don't know too. Honestly, I don't know. I'll let you guys say true. False. So you guys know another fact, a very interesting fact. Kangaroos cannot jump backwards. Như vậy là kangaroo chỉ có thể nhảy lên, nhảy tiến tới thôi, chứ không có nhảy ra đằng sau được, đúng không? Không có nhảy lùi được. What animal is this? You guys know? It's very stinky, guys. It can fart. Very stinky. You can see this one in the movie. Các bạn nào mà coi phim hoạt hình đó, cô nghĩ là cũng có thấy cái con này rồi. What animal is this? It's a skunk, con chồm hôi. Skunk, okay? Next one. Harry Potter is in first place now, right? Cô cũng không biết là cái điểm này nó như thế nào. Now, next one. I think we cannot play the whole question, right? Another type of bear. But what kind of bear? Hồi nãy bạn nào đã làm cái câu kia thì có thể mình đoán được cái câu này, đúng không? Let's see the answer. Yeah, it's a black bear because it's black, right? Hồi nãy tụi con chọn brown với grizzly á. Grizzly là cùng loài với con brown bear, đúng không? Cho nên chắc chắn ở đây nó không phải là brown bear mà nó chắc chắn cũng phải là grizzly bear rồi đó. Do you guys know this one? We just learned about this animal. What animal is this? It's a camel, guys. Live in the desert. It lives in the desert. Okay, the camels. Con lạc đà, đúng không? Wow, Lindsay, you're in the first place now. Ở đây cô thấy nó để nhiều hạng nhất. Cô không biết là ai đang hạng nhất. What about this one? What animal is this? Thường mình thấy là trong hình ảnh á, con duck thì nó sẽ có màu gì? Nó màu yellow, đúng không? It's yellow, right? But this is the duck in foreign countries. Duck. What kind of duck is this? Or a goose, maybe? It's a male duck. Male duck. Có nghĩa là giống đực đó. Male là giống đực. Don't ask me why. I don't even know. Okay? Don't ask me why. What about this one? It's mean... Two types of shark, right? Which type of shark? Bloody shark or great white shark? You have to guess. You just have to guess, right? We have to guess. It's a great white shark, guys. Great white shark. So bloody shark is a different type, right? So bloody shark is a different type. Next one. Only 30 questions. Oh my gosh. Thông thường thì con giraffe nó ngủ bao nhiêu tiếng? More than 5 tiếng, hơn 5 tiếng một ngày. Là trung bình, nó mức trung bình. True or false? True or false? Okay, can I choose? Cô có thể chơi không ta? Ở đây cô thấy cô cũng được tuyển chọn nè. I wish. It's false. 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 I don't even know that. Next one, next one.
What animal is this? It's kind of weird, right? Bobcat, mountain cat, mountain lion, or a female lion? It's a bobcat. A bobcat. Okay, a very strange kind of cat. Cái loài mèo đấy cô thấy cũng lạ đó. Kind of strange to me. You guys remember this one? Hồi nãy người ta đã cho mình một cái fact. Có cái câu này thì bây giờ các bạn có đoán ra được không? There's actually one answer only, okay? There's actually one answer that is the name of the animal, right? Only one answer. You cannot say it's a pink thing, một cái thứ gì đấy màu hồng, đúng không? Thay vì mình nói một cái thứ gì đấy màu hồng. It's that you have, it had a name, right? It's a name. It's a flamingo. Hồng hạc. Cô vừa nói mọi người, it's a flamingo. Con hồng hạc. Mọi người, nó có để tụi con là đang hiện hạn bao nhiêu không? Ở bên mọi người có để là tụi con đang hạn mấy không? Over 20 different types of penguins today. Có hơn 20 loài penguins khác nhau ngày nay. True or false? Let's see the answer. It's false. It's false. So maybe more or maybe less. Như vậy nó false có nghĩa là có thể là nhiều hơn, có thể là ít hơn. We don't even know. We don't know. Guys, because now it is 9, so we're gonna play until 45 questions only, okay? I will let you guys play until 45 questions. Yeah, it's not a red panda. Red panda is actually a different one. Con gấu trúc đỏ là tụi con sẽ thấy. It's different from the panda. Nó khác với con panda bình thường nhiều lắm. Okay, remember guys, only 10 more. 10 more, okay? Otter use rock to crack open their food. Dùng đá, con otter, con rái cá dùng đá để mà mở những cái đồ ăn hay là để làm gì đó với cái đồ ăn của nó đó. Crack, đập vỡ đi cái món đồ ăn đấy để nó ăn dễ hơn. True or false? True or false? Let's see. True, okay? True. Otter use rocks to crack. Nine more. What animal is this? Remember guys, I just said before. Cô có từng nói hồi nãy cô có nói nè. Mọi người nhớ không? I just said. Yeah, it's not a shark. It's actually a killer whale. Cá voi sát thủ, đúng rồi. Như vậy là cô nhớ đúng rồi đó. Cá voi sát thủ là cái con cá voi mà nó có màu trắng, màu đen đó. It's black and white. It's different from the other whales, right? What about this one? You guys remember? You guys have done this one before. Cái này là mình đã từng làm ở cái bài quiz trước nè. It's a koala, right? It's a koala. Good job, con gấu túi đó. Các bạn nào mà ăn cái bánh gì mà cái hũ màu xanh lá cây á, cái hũ màu xanh lá cây, cái bánh gấu túi á, nó có cái hình con koala ở trong, nó có cái bánh hình ở trong, nó có sô cô la đó, có cái loại bánh gấu túi đó đó. That's a koala. There are over 20,000 bird species today. Có hơn 20,000 loài chim khác nhau. True or false? I think it's true. I don't know. Theo cô là true. Is it true? Let's see. It's false, guys. False, not true. Như vậy là không phải là 20,000 loài. What animal skeleton is this? Look at the picture. Theo tụi con đây là con cái bộ xương á. Cái nguyên cái bộ xương này là của con gì? Rhinoceros. Rhinoceros is a name of a dinosaur, right? Let's see the answer. Mammoth? Woolly mammoth? Yeah, it's a mammoth. Voi mammoth? Các con voi mammoth, chắc các bạn cũng biết đúng không? Con voi mammoth nó là tuyệt chủng rồi đó. Mammoth là con voi mammoth đó. Nó khác với lại con elephant của mình. What animal is this? Pony or horse or I don't know? It's a horse, okay? Pony is a baby horse. Pony.
Five more, guys. What animal is this? This looks really funny. Is it named Moo Moo? You think this one is Moo Moo? It's a cow. Yeah, it's just a cow, right? Good job, guys. Good job. We don't have much time to play all of the questions, right? Mm-hmm. Is it a KFC, guys? You guys know KFC? Is it a KFC? You guys call this one KFC? Oh, why only one person in the class? What's wrong? Hình như nó bị lắc hay gì, cô thấy có một bạn trả lời thôi. What's wrong? What's wrong? Okay, I think we can stop the game now. What's wrong? Ở đây thì cô không biết tại sao nó lại tự dời qua cái câu tiếp theo mà các bạn chưa kịp trả lời, đúng không? This is the last one, guys. This is the last one, okay? Okay, I think there's a problem with the game, right? Let me ask you guys something. Let me ask you guys. I think there's a problem with the game. Let me ask you. Đăng, Đăng. Okay, Đăng. Hồi nãy là con mấy câu cuối con có chơi được không? Can you play? No, I can't. Yeah, what's wrong? What's wrong? Cô cũng không biết tại sao tự nhiên cái cô thấy các bạn không ai trả lời hết. What's wrong? Con không nhìn thấy câu hỏi hả? Nó tự thoát. Nó tự thoát ra hả? Oh, what's wrong? Yeah. Cô đâu có cho thời gian đâu ta. I don't know what's wrong. Cô cũng không biết tại sao cô thấy tự nhiên nó tự dời qua câu hỏi tiếp theo. Okay, it's okay. We're gonna play later. We're gonna play this one later. Okay, thank you, Dan, so much. You guys know who is the winner? Mọi người có biết ai đứng nhất không? Ví dụ tụi con coi xem cái đấy, tụi con có nhìn thấy được ai đứng nhất không? Do you see the result, Nam? Do you see the result? No. Nó có để là con đứng ở hạng bao nhiêu không? Nó có để con đứng ở hạng bao nhiêu không? I don't know. You don't know? I don't know too. It's skip. It's skip. Okay. Nó còn không nhắc đến cái gì nhưng mà đâu thì sao. Now, okay. Thank you guys so much. Cái này thực ra cũng hơi khó chơi. Cái này classic thì cô nghĩ mình không nên chơi nhiều câu đến như vậy. We're gonna play a different mode, okay? Next time. We're gonna play a different mode next time, okay, guys? So today we stop here. Some of you guys might know more about the animals now, right? There are a lot of animals that you know. Well done, guys. Good job for the game today. Good job. I'm sorry that we haven't finished the game, but I promise we're going to play another game mode later, okay? Next time, we're going to play a different game mode. Lần tiếp theo thì mình sẽ chơi một cái chế độ khác nha mọi người. Okay, today we stop here. Thank you so much for joining the class. Remember, we don't have homework. Your homework is to create the video. To create a video for the contest, okay? Well done, guys. Good job for today. See you guys later on Saturday. Yes, Thuỷ, you asked me, right? Yes. What's wrong? Yes, who asked me? Các bạn nào muốn hỏi cô gì? Yes. Coi. Yes. Goodbye, bạn nào không có câu hỏi thì các bạn có thể out ra nha. Đâu bạn nào hỏi cô cái gì nè? What do you ask me? Con cứ nói đi là cô nghe nè. Bạn nào hỏi cô gì đâu? Yes, yes. Yes. Con này ạ. Con hỏi gì? Con hỏi đi. Lưu ạ. Rồi cô thấy Lưu rồi. Yes, thì Lưu. Yes. What do you want to ask? Cô vừa nãy cái máy tính của con ấy, cái tên nick nó là Diệp ấy, thì đang thi ấy, chả hiểu tại sao cái máy nó thụp một cái, nó tắt ấy. Nhưng là con không biết con đứng thứ mấy trong cái trò chơi vừa nãy. Dạ, actually, thực ra cái trò chơi của mình nó chưa có finish, nó chưa kết thúc, là cô cũng không biết là tụi con ở hạng mấy luôn.
những cái trò chơi kia thì nó sẽ diễn ra nhanh hơn, cho nên là mình có hạn ngay. Còn ở đây thì cô cũng không biết là tụi con nó hạn mấy, nó chỉ hiện ra cái hạn lúc đấy thôi, còn cái hạn tổng kết lại thì cô chưa thấy. Cho nên là you don't have to worry about that, okay? Thấy được mấy người hạn nhất luôn cô. À đúng rồi, cô thấy mấy người hạn nhất rồi mà cô không biết là mấy người đấy là sao mình điểm. Cô thấy Đăng cũng có lần hạn nhất nè. Cô thấy Đức Tiến cũng có lần hạn nhất nè. Cô thấy Giang cũng có lần hạn nhất nè. Yes, yes. Cái nick của cô là Lily. Nhưng mà tự dưng đang trở ra nó out rồi luôn. À đúng rồi, đôi khi tụi con bị out là do mạng của mình đó. Cô nói rồi, ở đây cái trò này mà tụi con chơi là cái mạng của mình phải mạnh một xíu nha. Bởi vì đôi khi tụi con sẽ bị out ra. Có nhiều bạn cũng vậy, vào được game nhưng mà đến lúc vào thì lại không chơi được, tại vì mạng bị yếu hay là bị gì đấy. Các bạn bị out, bị văng ra. Nó sẽ để cái chữ là left early, là có nghĩa là tụi con rời đi sớm, là do mạng của mình bị yếu đó. Nên là các bạn nhớ là mình đảm bảo cái mạng mình một xíu. Ok. Ủa, vùng nãy con bị out ra, con đâu có thấy left early đâu cô. Con chỉ thấy game ID. Left early là ở bên cô. Khi nào mà tụi con thấy là đến cuối trò chơi á, người ta sẽ hiện ra là tụi con làm được bao nhiêu phần trăm của câu. Tại vì cái này hôm nay mình chưa chơi hết. Ở những cái trò chơi khác đó, các bạn để ý là có cái chữ left early, cái phần report đó, nó sẽ hiện ra các bạn nào làm đúng bao nhiêu câu, bao nhiêu phần trăm. Có những bạn thì nó để cái chữ left early là rời sớm, rồi sớm hơn so với trò chơi đó. À, thì những cái trò chơi khác thì nó là như vậy đó. Còn cái classic này người cô cũng không rõ lắm, bởi vì mình chưa có chơi xong. We don't have much time, okay? So see you guys on Saturday, okay? See you guys on Saturday. We're gonna play a different game mode. Thực ra mình không còn vài, mình không còn nhiều game mode lắm đâu, cũng còn có một hai cái à. We're gonna play on Saturday, okay? Bye guys. See you guys later.